Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin nông sản của HCT ngày 19 tháng 4. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Tin tức nông sản chung: giá lúa mì Chicago kỳ hạn giảm vào thứ tư sau 3 phiên phục hồi, mặc dù mức giảm được hạn chế do lo ngại về một số thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen bất chấp chiến tranh với Nga. Trong khi đấy, giá đậu tương và ngô cũng ghi nhận mức giảm. Công ty tư vấn nông nghiệp Sod Econ hôm thứ Ba dự báo vụ lúa mì năm 23 của Nga ở mức 86,8 triệu tấn, tăng từ 85,3 triệu tấn trong dự báo tháng trước. Sod Econ đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga niên vụ 22-23 thêm 0,4 triệu tấn lên 44,5 triệu tấn. Theo tập đoàn thương mại Enex của Brazil, xuất khẩu ngô của Brazil đạt 186.552 tấn trong tháng 4, so với 207.000 tấn được dự báo trong tuần trước. Sản lượng đậu tương của Argentina: ước tính sản lượng vụ đậu tương của Argentina trong niên vụ 22-23 được dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ điều chỉnh xuống mức thấp nhất trong 34 năm. Trong báo cáo mới nhất của mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu, FAS dự báo năng suất vụ mùa năm nay là 1,8 tấn trên 1 hecta, giảm 2,76 tấn so với năm ngoái và thấp nhiều hơn so với mức kỷ lục là 3,33 tấn trong niên vụ 2018-2019. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là năng suất thấp nhất kể từ năm 1988-1989 khi sản lượng là 1,63 tấn trên 1 hecta. Dự báo sơ bộ của FAS cho biết niên vụ 23-24 sản lượng sẽ phục hồi đáng kể và giả định rằng với mô hình thời tiết La Nina hiện tại sẽ chuyển sang mô hình bình thường và trung tính hơn, thậm chí là El Nino, thân thiện với lượng mưa trở thành hiện thực. Tổng sản lượng đậu tương năm 23-24 được dự báo là 50,5 triệu tấn, tăng 111% so với tổng sản lượng năm nay. Slovakia cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Slovakia đã tham gia cùng Ba Lan và Hungary trong việc ngăn chặn nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine, mặc dù điều này sẽ cho phép quá cảnh ở biên giới từ các thị trường bên thứ ba, Reuters đưa tin. Chính phủ Slovakia cho biết họ sẽ tiếp tục cho phép quá cảnh ngũ cốc của Ukraine và các sản phẩm khác theo sáng kiến của Liên minh châu Âu để giúp Ukraine xuất khẩu sản phẩm của mình khi nước này phải vật lộn trong cuộc chiến xâm lược đang diễn ra với Nga. Trong 5 tháng đầu tiên sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các lực lượng của Nga đã phong tỏa cảng biển của Ukraine, ngăn không cho xuất khẩu ngũ cốc. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào tháng 7 năm 2022 như một phần sáng kiến ngũ cốc của Biển Đen, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5 sau lần gia hạn 60 ngày gần đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin nông sản của HCT ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.